bằng vàng cao 60 cô đê và ngang 8 cô đê để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn vua Nê và các sai nhóm các quan đánh thủ, lãnh binh, các công tướng, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc, các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc, hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Ở đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bây giờ cứ giả đau lớn tiếng lên rằng: các dân, các nước, các thứ tiếng đây này, lệnh truyền cho các ngươi, khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì vậy, thì khá sắp mình xuống để thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sắp mình xuống và không thờ lại thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vậy nên khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển và các thứ nhạc khí thì các dân, các nước, các thứ tiếng phải đều sắp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giu-đa. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỡi vua, quyền vua sống đời đời, hỡi vua, chính vua đã ra lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình để thờ lại tượng vàng, và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Giu-đa, cái người Giu-đa kia mà vua đã lập lên cai trị các tỉnh Babylon, tức là Sarat, Mesach và Abednego. Hỏi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào, mà chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, liền điệu Sarat, Mesach và Abednego đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng: hỡi Sarat, Mesach, Abednego, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta đã và không lại tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Vậy bây giờ khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi phải quăng vào giữa lò lửa hực, rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Sadrach, Mesach và Abednego tâu lại cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này, hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cãi giận, biến sắc mặt lại cùng Sadrach, Mesach và Abednego và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình nói Sadrach, Mesach và Abednego mà quăng vào lò lửa hực. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và các áo sống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực. Nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sadrach, Mesach và Abednego bị ngọn lửa cháy hết. Còn ba người Sadrach, Mesach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, bởi vàng đứng dậy cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lò có phải là ba người không?
Và tâu cùng vua rằng: Tâu vua, phải. Vua lại nói: Này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương. Và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: Ở Sa-ra-rắc, Mê-sắc và Abednego là tôi tớ Đức Chúa Trời rất cao. Hãy ra và lại đây. Sa-ra-rắc, Mê-sắc và Abednego bèn từ cửa đâm lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị, các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng bị xi xích chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-ra-rắc, Mê-sắc và Abednego, Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình hầu để không hầu việc và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, nước tiếng nào, để có người nói xấu Đức Chúa Trời của Sa-ra-rắc, Mê-sắc và Abednego thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế này. Vua bèn thăng chức cho Sa-ra-rắc, Mê-sắc và Abednego trong tỉnh Babylon. Bây giờ chúng ta sẽ được nghe những dạy qua lời của Chúa và đệ tớ của Ngài. Cảm ơn của mình. Trân trọng kính chào quý thầy tớ của Chúa cùng toàn thể với con cái của Chúa có mặt trong ngôi thánh đường sáng hôm nay để cùng nhau thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta. Sáng nay sư quản nhiệm nói với tôi là soạn theo chủ đề của tháng, và vì vậy chúng ta học tiếp về chủ đề dân Chúa được tôn trào. Kính thưa quý con cái của Chúa, khi chúng ta sống giữa một xã hội đầy sự mê tín, nhiều người không tin Chúa, thì Chúa muốn mỗi một con cái của Ngài là những ngọn đèn sáng để chiếu sáng Ngài ra cho những người xung quanh biết. Để danh Chúa luôn được tôn cao thì mỗi con cái của Chúa phải sống theo lời dạy của Ngài. Khi chúng ta ý thức được danh Chúa ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không sống làm buồn lòng Chúa, mà chúng ta sẽ sống làm Chúa vui lòng và luôn tôn cao danh Chúa qua đời sống của chúng ta. Phần thứ nhất, chúng ta cùng học với nhau đời sống của một người tôn cao danh Chúa, đó là một người khiêm nhường. Quý con cái Chúa nhớ hình ảnh của Giăng Báp-tít. Khi Giăng Báp-tít thi hành chức vụ, thì ông biết rằng ông chỉ là một người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Và ông đã nói như thế này: Đấng đến sau ta, ta không xứng đáng để mở dây giày cho Ngài. Trong Giăng chương 1, 27. Mặc dù Giăng Báp-tít là một người được đầy ơn, là một người làm được nhiều việc cho Đức Chúa Trời, nhưng ông ý thức được Đấng đến sau ông có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài trỗi hơn ông không xứng đáng để mở dây giày nữa. Ông hạ mình khiêm nhường xuống trước một Cứu Chúa quyền năng. Và ông đã nói trong Giăng chương 3 câu 30, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Mỗi một con cái của Chúa, khi mình theo Chúa, học biết Chúa, mình làm được cái gì cho Chúa, mình phải hạ mình khiêm nhường trước Chúa và tôn cao Chúa lên, thì Đức Chúa Trời của chúng ta rất là vui lòng. Còn nếu chúng ta cướp sự vinh hiển của Ngài thì Ngài sẽ hạ chúng ta xuống. Bởi vì con người chúng ta nếu không được Đức Chúa Trời ở cùng, nếu không được Chúa bùa giúp thì chúng ta không làm chi được cả. Nên Giăng Báp-tít ông đã ý thức được Đấng đến sau ông là cao hơn ông, xứng đáng hơn ông thì không xứng đáng gì cả. Ông chỉ là một đồ dùng
dùng ở trong tay của Đức Chúa Trời con. Và khi một đồ dùng đó biết phụng phục ý chỉ của Ngài thì Ngài sẽ sử dụng đời sống đó trở nên một người hữu ích trong tay Chúa. Và chúng ta thấy khi mà dân Báp Tít hạ mình khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời như vậy thì khi Chúa Giê-xu đến, đúng là như vậy, ông biết rằng Chúa Giê-xu giỏi hơn ông rất nhiều, bởi vì Chúa Giê-xu làm nhiều phép lạ, Chúa Giê-xu chữa lành nhiều bệnh tật, Chúa Giê-xu đuổi nhiều tà ma cho những người bị nó ám rồi. Nhưng mà Giăng Báp-tít thì là một con người hạn chế lắm, không thể làm được những việc như Chúa Giê-xu được. Và khi mình biết mình hạn chế như vậy thì mình mới nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Và khi mình nhờ cậy Chúa như vậy thì mình sẽ hạ mình khiêm nhường cho Chúa. Điều thứ hai, một người đời sống của người tôn cao danh Chúa là người không thờ lạy trước bất kỳ thần tượng nào. Trong câu thứ 12, người hướng dẫn chương trình vừa đọc cho chúng ta, khi mà ba bạn của Daniel là Sadrach, Meshach và Abednego có một chiếu chỉ vua ban ra, có nghĩa là vua làm một cái pho tượng bằng vàng. Vì khi pho tượng đã làm xong, bây giờ trổi lên những kèn, sáo, quyển sách, đàn cầm, các thứ nhạc khí, khi trổi lên thì tất cả mọi thần dân đều phải quỳ lạy trước cái pho tượng đó. Chúng ta thấy ở tại đây, vua Nebuchadnezzar là một vị vua đang hùng mạnh lúc bây giờ. Và vua này đang cai trị, có nghĩa là mọi người đều phải phụng phục ông. Dù người ta có tôn giáo nào đi nữa, người ta phải phụng phục trước Nebuchadnezzar. Và vua Nebuchadnezzar tưởng rằng mình sẽ bắt mọi người đều phải phụng phục mình. Nhưng mà trong câu chuyện ở tại đây, Chúa cho phục lại để thấy được có ba người là Sadrach, Meshach và Abednego. Khi nghe những cái tiếng kèn, tiếng cầm, tiếng sáo, tiếng quyển thì có ba người không quỳ lại trước pho tượng. Bởi vì sao mà ba bạn của Daniel không quỳ lại trước pho tượng này? Bởi vì họ là một tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ được học biết lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài dạy trong 10 điều răn thì các người này đã học biết lời Chúa, giữ lời Chúa trong đời sống của mình để gì? Để làm theo. Và khi mình học biết lời của Chúa rồi, mình áp dụng lời Chúa rồi thì mình sẽ không bao giờ quỳ lạy trước bất kỳ thần tượng nào. Kinh Thánh cho chúng ta biết thần tượng thì như thế này. Cái thần tượng thì có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng không nói được, có chân mà không đi. Và ai thờ lạy nó sẽ trở nên giống như nó. Nên chúng ta thấy con cái của Đức Chúa Trời không có thờ phượng bất cứ thần tượng nào trong nhà của mình. Chúng ta thấy trong nhà của Chúa chỉ để cái thập tự giá để gì? Để nhắc mình cái sự chết của Chúa Giê-xu vì cớ tội lỗi của mình, để mình sống xứng đáng với cái tình yêu sự chết của Chúa thôi, chứ mình cũng không đến trước cây thập tự để mình quỳ lạy trước cây thập tự nữa. Và huống chi là ngày hôm nay có nhiều tôn giáo họ làm những hình tượng rồi sao quỳ lạy những hình tượng đó. Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết cũng một cái khúc gỗ đó, rồi sao cái thợ mộc người ta có thể sao đục đẽo rồi ra một cái hình, rồi những cái còn lại đó người ta đem chụm vào trong tượng. Nó không có quyền năng gì hết, nó chỉ là một cục gỗ hay là một cục đất thôi, nó không có quyền ban phước và giáng họa. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời của chúng ta để xứng đáng chúng ta thờ phượng Ngài thôi. Và trong suốt Ê-díp Tô Ký, chương 20 câu 3, lời Chúa dạy: người chớ làm tượng chẳng cho mình và cũng thờ chẳng thờ phượng các thần nào khác. Phần thứ ba là chúng ta không thờ phượng bất kỳ thần nào khác, là chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Bởi vì sao? Ngài là đấng đang hiện hữu trong thế giới này. Chúng ta không thấy Ngài bằng mắt của chúng ta được.
Nhưng mà chúng ta phải tin rằng Chúa Trời Ngài đang hiện hữu trong thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay. Ngài đang điều khiển vũ trụ này. Ngài đang điều khiển thiên nhiên này. Ngài đang điều khiển lịch sử của thế giới. Nên chúng ta thấy được sự hiện diện của Ngài để chúng ta yêu Chúa và chúng ta chỉ thờ phượng một mình Ngài thôi. Tình yêu mà Ngài muốn chúng ta dành cho Ngài là chỉ thờ phượng một mình Chúa, không có thờ bất cứ một phần nào khác. Nếu mà chúng ta đặt một người nào đó, một điều nào đó ngang bằng với Chúa của chúng ta hoặc là cao hơn Chúa của chúng ta thì cái điều đó nó trở thành một thần tượng trong đời sống của mình. Và điều đó sẽ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải dẹp đi tất cả những cái thần tượng nào trong đời sống của chúng ta. Nếu ai đang mê bóng đá, thần tượng một cầu thủ siêu sao nào đó thì nó trở nên một thần tượng trong đời sống mình. Không được, Chúa không muốn điều đó. Hay là một người nào đó yêu điện ảnh, thần tượng một diễn viên nào đó thì nó trở nên bằng Đức Chúa Trời hoặc hơn, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Do đó chúng ta phải đặt Chúa là số một trong đời sống của mình. Còn ngoài ra chúng ta không có để ai bằng hoặc là hơn Chúa của chúng ta được, thì lúc đó chúng ta mới có thể tôn cao Chúa của chúng ta. Chúa của chúng ta không thể nào bị xem thường được. Nếu với con cái Chúa hoặc biết Chúa rồi thì chúng ta phải tôn thờ Chúa trong đời sống của mình. Thờ phượng một mình Chúa là đủ rồi, không có thờ phượng một người nào khác nữa. Và chúng ta phải biết ngày hôm nay nhiều người có những thần tượng mà không ai biết. Nhiều khi có nhiều người đang thờ phượng Chúa tại đây nhưng mà về nhà có một thần tượng nào đó. Và con cái Chúa hãy cẩn thận điều này, nhất là người con yêu mình qua đời. Có gia đình mà tôi biết được, khi mà người thân mình qua đời làm lễ tang xong hết, đeo cái hình đó, rồi dưới có một cái tẩu đến tết, cái gia đình đó nấu bánh chưng bánh tét xong để lên dưới cái hình đó, rồi để những cái đèn giống như là một hình thức là thờ cúng như vậy đó. Và quý con cái chú biết đêm hôm đó ma quỷ nó đã vào trong nhà đó, nó quậy phá nhà đó, phải sợ quá phải lên mời một sư xuống. Một sư xuống thì thấy như vậy thì giải thích là phải dẹp hết những cái điều này, bởi vì mình thờ phượng Đức Chúa Trời rồi thì dù người thân chúng ta quá cố qua đời chúng ta cũng không được để những điều như vậy, bởi vì đó là điều mà mình đã làm cho ma quỷ nó tới diệt, để gì nó vào nó tấn công chúng ta. Nên con cái Chúa khi người thân yêu qua đời cũng vậy, cũng không để những hình tượng như vậy, rồi để những cái bình hoa, rồi để những cái đèn nữa. Điều đó thì Chúa Trời không có muốn. Mình để cái hình để gì nhắc nhở mình về người thân yêu của mình qua đời là được rồi. Do đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời kỳ đặc, Ngài không muốn chúng ta dùng cái tình yêu đó sai sẻ cho một người nào hết, bởi vì Ngài là Đấng chân thật. Ngài yêu chúng ta và yêu tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta là một tình yêu đời đời, tình yêu không hề thay đổi. Dù có người thay đổi, thời thế thay đổi, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài đối với chúng ta không hề thay đổi. Nên chúng ta phải đối lại tình yêu của Chúa là một tình yêu vững vàng, một tình yêu sắc son, yêu Chúa như thuở ban đầu như vậy, để chúng ta không bao giờ bị mai một trong đức tin của mình. Đời sống của một người tôn cao danh Chúa là người đó dám bày tỏ đức tin của mình ra trước mặt vua Chúa và các thần, các quần thần của vua. Trong câu 16-18 chúng ta thấy ở tại đây Sa-đơ-rắc, Mê-sắc và Abed-nê-gô đã dám bày tỏ đức tin của mình trước vua Nebuchadnezzar và các quần thần của vua. Họ không có gì phải sợ cả. Chúng ta đọc trong câu thứ 16-18, chúng ta thấy Sa-đơ-rắc, Mê-sắc và Abed-nê-gô
tâu lại còn vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar về sự này, con cần chi chúng tôi tâu lại cho vua? Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu nguyện, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hơn hoặc chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Do chẳng vậy, hỡi vua xin biết rằng chúng tôi không hầu nguyện cái tầm của vua và không thờ phượng phan phượng vàng mà vua đã dựng. Chúng ta thấy khi mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa thì chúng ta sẵn sàng để gì? Bày tỏ đức tin của mình cho những người xung quanh. Một số con cái Chúa ngày hôm nay không dám bày tỏ cái đức tin của mình cho những người xung quanh biết. Giống như buổi sáng hôm nay, ví dụ có một người bạn nào của chúng ta hỏi chúng ta: sáng hôm nay anh chị đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy? Có người trả lời: tôi đi chơi, tôi đi gặp người thân. Mà không dám nói rằng tôi đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Có nhiều người cũng trả lời sao: tôi đi lễ. Trả lời đi lễ cũng không được, người ta sẽ hiểu lầm mình giống như người Công giáo. Đi lễ là đi xem lễ. Mình phải nói rằng tôi đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cái điều đó mình phải bày tỏ một đức tin công khai trước mặt mọi người. Do đó chúng ta phải biết rằng Chúa Giê-xu Ngài muốn chúng ta hãy luôn luôn bày tỏ cái niềm tin của mình nơi cứu Chúa quyền năng đấng sống. Để gì? Để từ đó người ta mới thấy: ồ, những người này mỗi Chủ nhật đi nhà thờ để thờ phượng Chúa của họ. Nếu chúng ta không dám tuyên xưng đức tin mình ra trước mặt thiên hạ thì Chúa Giê-xu cũng dặn đã dạy như thế nào. Bởi đó, ai chúng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta sẽ xưng họ trước mặt cho ta trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cho ta ở trên trời. Quý con cái của Chúa thì đã tin Chúa, đã quyết định tin Chúa rồi thì đi nhà thờ thờ phượng Chúa, thì nói rằng tôi đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ đừng có nói vòng vo chi. Hãy nói thẳng để người ta biết mình thuộc về Chúa, mình đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống. Nếu chúng ta không dám xưng ra như vậy, mình hổ rẹn, mình ê thẹn cái điều gì đó, thì trên thiên đàng Chúa Giê-xu cũng sẽ không bao giờ xưng chúng ta ra trước mặt Chúa là Đức Chúa Cha của chúng ta. Do đó chúng ta phải thấy được lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta học và phải áp dụng điều này vào để những bạn bè của mình, người bà con của mình, lối xóm của mình hỏi: hôm nay đi đâu mặc đồ đẹp thế? Tôi đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là điều mình đang bày tỏ cái đức tin của mình tuyên xưng ra trước mặt thiên hạ. Một đời sống khi tôn cao danh Chúa sẽ gặp những nguy hiểm này. Trong câu thứ 8, khi quý con cái Chúa, bạn sẽ thấy: khi ấy có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giu-đa. Khi mà mình sống tôn cao danh của Chúa thì sẽ bị người khác tố cáo. Các bạn của Daniel là Sarah, Meshach và Abednego bị người ta tố cáo về việc gì? Có nghĩa là ba người này không làm theo chiếu chỉ của vua, nên những người canh đê đã đến để tố cáo cho vua biết rằng có ba người này khi mà kèn hỏi lên không chịu quỳ lại trước cái thần tượng của vua. Họ đến họ tố cáo để gì? Để ba người này sẽ bị vua bắt và bị vua hình phạt. Quý con cái của Chúa, khi mình sống trong một thế giới mà không có nhiều người tin Chúa, mình sống theo lời Chúa, người ta tố cáo mình. Giả sử sau này có một cái sắc lệnh nào ban ra sao tất cả mọi người Việt đi nghe tiếng kèn tiếng cằn phải quay lại cái pho tượng nào đó, quý con cái Chúa có dám can đảm không chịu quỳ lại trước cái pho tượng đó, trước sắc lệnh đó không? Nếu chúng ta thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, chúng muốn sống đẹp lòng Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ quỳ lại trước cái pho tượng đó.
Mặc dầu người ta sẽ tố cáo mình, người ta sẽ bắt mình, người ta sẽ làm khó mình, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ có cách của Ngài để giải cứu chúng ta. Chúng ta đừng có sợ người ta sẽ tố cáo chúng ta. Khi mình sống đúng với lời Chúa, người ta tố cáo mình thì mình không bao giờ sợ. Nhưng mà chỉ sợ rằng khi con cái của Chúa mà sống sai cật với lời Chúa, người ta đến người ta tố cáo mình thì điều đó mình mới đáng sợ. Còn ở tại đây, chúng ta đang sống đúng với lời Chúa mà người ta tố cáo mình thì không có gì phải sợ con cái của Chúa. Bởi vì khi người ta có thể làm khó dễ mình, nhưng mà Chúa Trời của mình không làm khó dễ mình mới là quan trọng. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là nắm quyền ở trong tay của Ngài. Khi mà con người có thể làm khó tay mà Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta thì dù con người đó có quyền lực thế nào, như ở tại đây nên một cách ít xa, có quyền lực cỡ nào nhưng mà không thể nào trên quyền của Đức Chúa Trời được. Và ở tại đây chúng ta thấy trong câu 19-20 thì Sa-đa-rắc, Mê-sắc, Abed-na-go khi sống trên lời Chúa đã gặp nguy hiểm nào? Họ bị bắt và bị quăng vào giữa lò lửa thật. Chúng ta thấy khi mà ba bạn của Daniel là Sa-đa-rắc, Mê-sắc và Abed-na-go không chịu quỳ lạy trước pho tượng vua làm thì họ sẽ bị bắt và sẽ bị quăng vào lò lửa. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà Nebuchadnezzar nghe được điều đó, có nghĩa là ông vua này cũng rất là tức giận. Bởi vì sao? Không làm theo chiếu chỉ vua ban. Và bây giờ ông vua cho những người này cơ hội thứ hai. Có nghĩa là ông cho điệu đến, ba người này điệu đến trước mặt vua. Bây giờ vua nói, chẳng sẽ cho các ngươi một cơ hội thứ hai. Bây giờ chẳng sẽ cho ổi lại kèn cầm quyển sáo gì đó, các ngươi chịu quỳ lại trước pho tượng đó thì chẳng sẽ tha chết. Chúng ta thấy ở tại đây có một sự cám dỗ. Bởi vì nếu mà Sa-đa-rắc, Mê-sắc và Abed-nê-go muốn được sống thì sao? Làm theo và trung hòa theo cái lời mà ông vua nói. Có thể họ có thể quỳ lại trước bất tượng, không ai biết hết. Bởi vì chúng ta biết rằng lúc này dân sự của Chúa đang bị đi lưu đày. Vì vậy rất ít người còn giữ được đức tin lắm. Có Daniel, có ba bạn của Daniel là Sa-đa-rắc, Mê-sắc và Abed-nê-go. Nhưng mà khi mà vua nói cái điều đó với Sa-đa-rắc, Mê-sắc và Abed-nê-go thì sao? Họ vẫn vững vàng, họ vẫn giữ lập trường của mình. Dù vua có thổi kèm đi nữa thì sao? Tôi cũng không quỳ lại trước cái pho tượng vua đã làm. Và vua đã đổi sắc mặt. Bây giờ ra một sắc lệnh đốt nóng cái lò lửa đó nóng gấp 7 lần. Rồi quăng những người này vào trong đó để xem ai có thể cứu được. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà Đức Chúa Trời làm thì trong câu thứ 19-20 chúng ta thấy lời Chúa ở đây: bây giờ vua Nebuchadnezzar cải giận biến sắc mặt, nghìn tùng Sa-đa-rắc, Mê-sắc và Abed-nê-go và bất tiếng truyền đốt là lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo bên mình trói Sa-đa-rắc, Mê-sắc và Abed-nê-go mà quăng vào lò lửa thật. Có nghĩa là không có cởi đồ gì hết đó, bắt và trói luôn quần áo của những người này. Nhưng mà làm hay, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm việc kỳ diệu tại đây. Bây giờ mình thấy kết quả của một đời sống tôn cao danh Chúa. Kết quả của một đời sống tôn cao danh Chúa là được Chúa giải cứu. Khi mà ba người này bị quăng vào giữa lò lửa hợp thì lửa không cháy xém, không có làm thiên hại Sa-đa-rắc và Abed-nê-go, mà những cái dây trói đó nó sẽ bị đốt cháy và rơi ra. Rồi ông vua thấy ba người này đi ở trong đó, rồi có thêm một người nữa, người thứ tư xuất hiện,
Ông vua thấy giống như con trai có một vị thần. Chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời giải cứu, Ngài giải cứu dễ dàng lắm. Ngài không giải cứu mà lúc ba người này bị bắt đâu, nhưng mà Ngài giải cứu trong cái chỗ nguy hiểm nhất, giữa cái lò lửa hừng hực đốt gấp 7 lần. Những người mà bắt và quăng ba người này vào trong lò lửa hừng hực, quý con cái Chúa thấy Kinh Thánh mô tả như thế nào? Những người này, những người mà nhân vì mãi vô trì kiếp lắm mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quan sát đó rất mê sát và đến đây cô bị ngọn lửa cháy chết. Những người quan sát đó rất mê sát và đến đây cô vào trong lò lửa hực như vậy, những người này lại bị chết. Còn ba bạn của Daniel không hề bị chết. Đức Chúa Trời giải cứu khi mà con người không thể giải cứu. Đó là một điều kỳ diệu, một điều lạ lùng mà con cái của Chúa phải kinh nghiệm cái điều này trong đời sống của mình. Khi mình hết lòng yêu Chúa, kính sợ Chúa, sống theo lời của Đức Chúa Trời, khi chúng ta gặp nguy hiểm, hoạn nạn thì Đức Chúa Trời là sẽ giải cứu chúng ta trong cái lúc hoạn nạn hiện như vậy. Có những lời tới Chúa đã kể lại khi bị bắt, người ta bớt cờ, người ta để xuống ở bên màn tàn, người ta bớt cờ vào đầu để gì, để súng nổ để giết chết đầy tới Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời can thiệp cái súng đó, cái đạn đó không thể nào nổ được. Bây giờ họ thở, họ để lên, họ bắn cái đùng ở trên trời ra sao, cái viên đạn nó nổ cái đùng, nhưng mà khi để xuống vào trong đầu để bắn chết đầy tới Chúa thì sao, cái viên đạn nó không có nổ được, không ra khỏi cái mầm được. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời giải cứu. Khi chúng ta sống một đời sống tôn cao cho Chúa thì Đức Chúa Trời không để chúng ta như vậy, Ngài sẽ giải cứu chúng ta khi chúng ta hết lòng nhờ để Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Kết quả thứ hai của một đời sống tôn cao danh Chúa là danh Chúa sẽ được tôn cao. Trong câu thứ 28 và 29, con cái Chúa đọc sao 28, 29, vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng: đến rồi kêu Đức Chúa Trời của Sa-ra-rách, Mê-sách và Abed-nê-gô, Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu cái tôi tới Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mệnh vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, nước tiếng nào, để có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-ra-rách, Mê-sách và Abed-nê-gô thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đóng phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể này. Chúng ta thấy khi mà ba bạn Daniel kính sợ Chúa, sống theo lời của Đức Chúa Trời, thấy danh của Chúa được tôn cao. Sống giữa một thế giới thì hôm nay chúng ta phải sống theo lời Chúa thì người ta biết đến Chúa của chúng ta qua đời sống của mình, là một người đạo đức, một người thánh hiền, là một người kính sợ Đức Chúa Trời, không làm những việc sai trái, không làm những việc trái lương tâm đạo đức của mình. Có như vậy chúng ta mới có thể bày tỏ được một Đức Chúa Trời giữa một cái dân mà mê tín, một cái dân mà không thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý con cái của Chúa hãy thấy được xung quanh của chúng ta nhiều người cần được cứu lắm. Vì vậy chúng ta phải dùng đời sống của mình để bày tỏ được sự cứu rỗi trong đời sống của mình mà Chúa đã mua chuộc bằng huyết báo của Ngài. Do đó chúng ta phải nhờ ơn, nhờ sức của Chúa mỗi một ngày sống theo lời Chúa dạy, để từ đó mình mới có thể tôn cao danh của Chúa giống như ba bạn của Daniel tại đây. Vua đã ra một sắc chỉ, không có một dân nào, thứ tiếng nào nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa, rồi rắc mê sắc và bên cô. Bởi vì ông biết rằng Đức Chúa Trời của Sa rắc mê sắc và bên cô là Đức Chúa Trời vượt trội hơn các thần. Nhưng mà chỉ uổng tiếc một điều là vị vua này không thờ phượng Đức Chúa Trời thôi. Ông chỉ tôn kính mà không có tôn thờ. Trong thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay, nhiều người
tôn kính, được tôn kính, nhưng mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời xứng đáng để được tôn thờ và hầu vị. Nên con cái của Chúa mình học biết lời của Chúa rồi, chúng ta chỉ tôn thờ và hầu vị một mình Đức Chúa Trời là đấng chân thành duy nhất, không ai xứng đáng để được thờ phượng, bởi vì chỉ là con người. Điều kết quả thứ ba của một đời sống sống tôn cao danh Chúa là được Chúa tất nhắc trong câu thứ 30. Vua về thăng chức cho Sa-đơ-rách, Mê-sách và Ê-bếp-nê-gô trong tỉnh Ba-bi-lôn. Chúng ta thấy qua những sự kiện thế này, Đức Chúa Trời lại làm ơn cho Sa-đơ-rách, Mê-sách và Ê-bếp-nê-gô, bởi vì ba ông giáo trả giá bằng đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu, nơi Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta theo Chúa cũng vậy. Có những lúc chúng ta trả một cái giá rất đắt để chúng ta tôn cao danh của Chúa. Mặc dầu ban đầu chúng ta sẽ thấy nhiều rắc rối, nhiều khó khăn, nhiều nguy hiểm, nhưng mà qua những cái điều đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ có nhắc chúng ta lên. Và khi Chúa có nhắc chúng ta thì chúng ta thấy rằng không ai có thể hạ chúng ta được sao. Tôi đã nghe một số con cái của Chúa kể lại, khi mà mình sống theo lời Chúa, khi mà mọi người trong công ty của mình họ làm những việc nó không đúng, nhưng mà một cơ đốc nhân sống đúng với lời Chúa của bạn, thì khi được đề bạt thì chính cơ đốc nhân đó được đề bạt lên vị trí cao. Quý con cái Chúa, khi mình sống giữa thế gian này, có những lúc chúng ta chịu nhiều thiệt thòi so với người đời, nhưng mà Chúa dạy chúng ta đừng có nhìn thấy những điều đó mà đau lòng, sao xuyến đức tin của mình. Hãy chờ đợi Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ trả lời, Ngài sẽ minh vật, rồi Ngài sẽ cất nhắc chúng ta. Xin Chúa thăm viếng để quanh đời sống của chúng ta mỗi một ngày theo Chúa, chúng ta luôn luôn biết tôn cao danh Đức Chúa Trời qua từng cách ăn đến ở, suy nghĩ việc làm của chúng ta. Các gương trong Kinh Thánh biết tôn cao danh Chúa như ông Gióp và Joseph. Chúng ta thấy khi mà Gióp được Đức Chúa Trời ban phước rồi ông gặp hoạn nạn thì ông đã nói như thế nào: tôi trần truồng là khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Chúng ta cảm tạ ơn Đức Chúa Trời trong cái cuộc đời ở trên đất này, mình nhận cái gì được từ nơi Chúa, rồi mình cũng có thể mất đi điều đó. Phải cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, đợi khen danh của Ngài, vì ý muốn của Ngài cho những người yêu mến Đức Chúa Trời là tốt lành. Rồi ông Joseph thì sống theo lời Chúa của bạn, bị cái anh canh ghét, bị cái anh bắt bá, rồi qua đi làm phu tù, làm nô lệ cho một giờ Potipha, rồi bị vu oan, bị ở tù. Sau đó Chúa Trời đã giải cứu. Khi ông gặp lại cái anh của mình thì sao? Ông yêu thương cái anh, ông tha thứ cho cái anh. Rồi khi ông giải được tiền chiêm bao cho vua thì ông cũng nói sao? Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho mẹ hạ vậy. Chúng ta thấy gương của Joseph, gương của Gióp, gương của ba bạn của Daniel. Chúng ta hãy bắt chước học đòi theo, để đời sống của chúng ta là một đời sống luôn làm sáng danh Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ tiếc những điều tốt nhất ban cho con cái của Chúa khi mình luôn biết tôn cao danh của Chúa qua đời sống của mình. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng ban phước cho từng con cái của Chúa trong một tuần lễ mới, để mỗi một ngày chúng ta hiểu biết về Chúa và sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn nữa. Amen.